Kính thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển không ngừng của nền kinh tế xã hội nước nhà, trong hơn 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực bất động sản và nhu cầu thị trường lớn, thì việc ra đời một tổ chức với đầy đủ các thành viên đơn vị cung cấp, sản xuất, thương mại chỉ riêng trong lĩnh vực cửa là điều cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây cũng chính là cơ sở cho sự hình thành và phát triển của Hiệp hội Cửa Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về những giá trị tốt đẹp của Hiệp hội đã lan tỏa trên hành trình mở ra trang mới cho ngành cửa Việt Nam, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi ngay sau đây. Vào ngày 13 tháng 10 vừa qua, lễ chào mừng kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và kỷ niệm 3 năm thành lập Hiệp hội Cửa Việt Nam đã diễn ra thành công rực rỡ. Trong khuôn khổ của buổi lễ, Hiệp hội Cửa Việt Nam đã tổ chức chuỗi sự kiện vô cùng ý nghĩa. Tròn 3 năm hoạt động, đến nay, Hiệp hội Cửa Việt Nam đã quy tụ hơn 1.000 cá nhân là lãnh đạo các bộ ban ngành, đại diện các hiệp hội liên quan và cơ quan báo chí truyền thông cùng rất nhiều doanh nghiệp có tiếng trong ngành cửa tại Việt Nam tham gia với tư cách tổ chức, nhận tài trợ, đồng hành và hỗ trợ truyền thông. Avalo luôn đồng hành cùng với các hiệp hội ngành nghề, thì trong đó là đồng hành, hợp tác chiến lược toàn diện cùng Hiệp hội Cửa Việt Nam thì nằm trong chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi. Thông qua cái việc hợp tác này, chúng tôi mong muốn sẽ mang lại nhiều cái giải pháp và nhiều cái hoạt động thiết thực dành cho hội viên để mà giúp cho các thành viên tạo ra những cái sản phẩm chất lượng, bền vững và vươn tầm quốc tế. Hiệp hội Cửa Việt Nam là nơi để các doanh nghiệp cửa có cơ hội gắn kết và thúc đẩy lẫn nhau theo tinh thần hợp tác, giao lưu, phát triển, cùng nhau xây dựng sức mạnh nội lực để trở thành những doanh nghiệp, tổ chức mạnh mẽ vươn tầm khu vực và quốc tế. Đây còn là nơi giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các hội viên, cổ vũ tinh thần phát triển, đầu tư và khởi nghiệp trong ngành, giúp ngành cửa trở thành một trong những điểm sáng của nền kinh tế, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Các doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực cửa vừa phải trải qua những năm biến động do đại dịch Covid-19 cùng sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Với tinh thần không ngừng nỗ lực và sự đoàn kết của một tập thể, trong đó các lãnh đạo hiệp hội cũng là những người chủ doanh nghiệp của mình đã tiếp thêm sức mạnh, củng cố tinh thần để các thành viên của Hiệp hội Cửa Việt Nam đã và đang đóng góp rất lớn cho tổ chức, cho ngành nghề và xã hội. Trong 3 năm qua thì có thể nói là Hiệp hội Cửa Việt Nam đã phát triển theo bề rộng rất là tốt, và trong cái thời gian tới này thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch là phát triển theo chiều sâu, tổ chức các cái buổi hội thảo, tổ chức các cái lớp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm về ngành nghề, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp và các cái kỹ năng mềm cho các cái chủ doanh nghiệp. Thì đấy là trong cái tương lai ngắn thì chúng tôi sẽ đi vào chiều sâu, tạm thời là những cái hạng mục như vậy. Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Hiệp hội Cửa Việt Nam đã đánh dấu mốc quan trọng trên hành trình mở ra những trang mới cho ngành cửa Việt Nam, nơi mà hàng ngàn hội viên doanh nghiệp ngành cửa tiến lên hợp tác, giao lưu và phát triển bền vững, khẳng định sức mạnh nội lực của ngành cửa Việt Nam nói riêng và góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội nói chung.